Âm thanh bảy 97 xin được gửi lời kính chào đến toàn thể tất cả các bác yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Thì em vừa mới live stream xong thì em vào tiến hành test luôn. Cái ý định làm cái video test chất âm của dòng loa TD-Win C10 này thì em đã có ý định tầm 2-3 hôm trước rồi. Tuy nhiên cũng không có thời gian để test cái đôi loa này. Cũng có một số bác khách là đang rất là lăn tăn. Các bác muốn được nghe test thử chất âm trước. Sau đó thì các bác mới có quyết định là xem có đặt hàng hay không. Thì trước khi test thì em có nói với các bác một điều thế này, thì test qua điện thoại ạ, thì xin khẳng định với các bác là 100% thì là nó sẽ không thu hết được những tất cả những cái giải, những cái độ hay của đôi loa như này. Bình thường kia ở ngoài loa được được 10 điểm đi, thì khi test âm ạ thì nó chỉ được tầm 8 9 điểm mà thôi, nó có thể là nó chỉ được có 7 điểm đấy. Cho nên là khi mà các bác nghe test âm á thì các bác cố gắng giúp cho em là các bác sử dụng một cái tai nghe. Với cái điều thứ hai là ở đây bọn em lên một cái phòng test của bọn em thì bọn em không có phòng, bọn em test ngay cái không gian chính là cái khô của bọn em luôn, để tạo ra nó cái tiếng cái độ thật nhất có thể đối với những cái đôi loa như thế này đấy. Thì các bác nghe theo, các bác nghe, các bác đánh giá, thì nếu mà các bác thêm trên video mà thấy nó hay thì thêm khẳng định các bác là 100% ngoài cái đôi loa này vẫn hay đấy. Và cái việc các bác đánh giá chính là cái điều quan trọng nhất thôi. Người bán hàng thì ai thì cũng chắc chắn là cũng sẽ giới thiệu hàng mình hay, đúng không ạ? Quan trọng nhất là các bác thôi. Và vì lý do đó cho nên mà em đã đưa ra một cái chính sách bán hàng như thế này. Với những cái đôi loa của TD-Win mã C10 như này thì bọn em sẽ bao hay, bao dùng thử trong vòng 1 tuần. Các bác không cần, các bác có nghĩa là các bác chỉ cần gửi số điện thoại, địa chỉ và những đôi loa nặng như này thì các bác chỉ cần cọc cho bọn em 200-300 ngàn gì đấy. Bọn em sẽ gửi hàng đến, thay vì các bác không đến được tận nơi, bọn em sẽ gửi hàng đến cho các bác, bọn em cho thợ đóng hàng, bọc hàng, đóng xốp đến tận nơi. Đấy. Và cái hàng như thế này thì bọn em cho phép các bác được test hàng, được xem hàng, được thử hàng. Nên khi mà hàng đến, các bác có quyền được yêu cầu bưu tá là cho anh test hàng, cho anh xem hàng, đúng không ạ? Đấy. Và cái đó thì các bác thương lượng với bưu tá một chút, vì thực ra là bưu tá họ đi phát thì một ngày họ phát rất là nhiều và họ cũng không thể ngồi chờ đợi qua các bác quá lâu được. Đấy, cho nên bọn em có thêm một chính sách nữa là cho các bác dùng thử trong vòng 1 tuần. Nếu không hay các bác có thể gửi lại loa ở đây và bọn em là trả lại cho bác và không trừ bác bất kỳ một đồng nào cả. Còn cái cước hai đầu các bác không đến tận nơi được thì các bác sẽ phải chịu chịu tiền cước, đó là có nghĩa là sẽ là vui vẻ cả hai bên luôn đấy. Ok các bác nhá, thì sau đây em sẽ test với cái đôi loa TD-Win C10 này, cũng là một cái không gian như vậy, cũng là những cái thiết bị như vậy thôi, với hai dòng nhạc mà các bác có thể là nghe được cái chất lượng nhất đối với những cái đôi loa như thế này, đó là dòng nhạc của Bolero và dòng nhạc thứ hai là dòng nhạc Remix, test cùng trên một cái bản nhạc như những lần trước bọn em hay test, để các bác đánh giá được đôi loa này nó hay hơn cho những đôi loa khác hoặc là nó kém hơn, đúng không ạ? Sau đây xin bắt đầu luôn các bác nhá. Đây với em sẽ bắt đầu với Bolero trước các bác nhá. Đây vẫn là những thiết bị cũ thôi. Lại
Tiếp theo với những cái bản nhạc của Remix các bác nha. Đây, đấy, giờ ta chuyển sang Remix luôn. Dùng máy tôn luôn quá. Không gian mà nó quá rộng như thế này thì cái ảnh hưởng từ cái máy tôn các bác nha. Bọn em vẫn test ở đây thôi để đảm bảo cái độ chân thực nhất của nó. Và như em đã nói với các bác từ những cái video và những cái livestream về cái dòng loa TD-Vin C10 này như vậy, thì với một cái đôi loa mà nó mang cái tính chất nó đều dãi như này, nó không thêm vào cái dãi gì, và cái một đôi loa xịn sò như thế này, thì các bác có thể chơi ở những cái không gian từ 25m² trở xuống, hoặc là ghép một bộ dàn tương đối với một mức giá thành nó vừa phải, tầm 15-16 triệu đồng, các bác có một bộ dàn khá là hay với dòng TD-Vin này và được bọn em cài đặt sẵn từ A đến Z, đúng không ạ? Đấy, và bác nào muốn xem cái nội thất của dòng TD-Vin C10 thì em sẽ gắn một cái đường link của cái dòng của cái video em đã giới thiệu sẵn về cái nội thất bên trong các bác nhá. Hoặc bác nào muốn xem hình ảnh thì các bác có thể inbox trực tiếp theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay góc dưới màn hình đây. Đấy, xin cảm ơn các bác đã theo dõi cái video ngày hôm nay của bên âm thanh bãi 1977. Và bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em xin một đăng ký kênh. Và bác nào thấy video này hay, bác cho em xin một like, gọi động viên các bác nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.